Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn sản phẩm máy giặt của nhà Samsung có mã sản phẩm là WA90H4200SGSV. Sản phẩm này có thương hiệu đến từ Hàn Quốc, hãy cùng mình unboxing xem chiếc máy bên trong có những gì nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có một màu xám trắng khá là lạ mắt đúng không mọi người? Về kích thước thì chiều cao của nó là 85cm, chiều ngang là 51 và chiều sâu của nó là 57cm. Chiếc máy này có khối lượng là 30kg và khối lượng giặt lên đến 9kg. Hãy cùng mình tìm hiểu một số chức năng của chiếc máy này nhé. Phía bên trên này sẽ là bảng điều khiển nha mọi người, kèm theo đó là bảng đèn LED hiển thị các thông số. Chúng ta sẽ khởi động máy ở nút này. Ở bên phía này thì có 6 chương trình giặt nha mọi người. Bên phía bên này thì có chế độ như là giặt, xả và vắt. Khi chúng ta ấn hai nút này thì chúng ta sẽ kích hoạt được khóa trẻ em. Bên cạnh đó thì chúng ta có chế độ vắt khô. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh được mức nước gồm từ 1 tới 5 nha mọi người. Phía bên trong máy thì chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta đựng bột giặt hay là đựng nước xả. Ở phía bên này sẽ có một cái khay để chúng ta lọc sơ bụi, bụi vải. Khi đầy thì chúng ta gỡ ra chúng ta vệ sinh. Đi kèm theo đó là một số phụ kiện như là ống dẫn nước và ống xả nước nha mọi người, và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Về tính năng thì chiếc máy này có công nghệ Wobble giúp tạo ra những luồng nước xoáy, giúp đánh bay những cái cần bột giặt trên quần áo. Tiếp theo sẽ là công nghệ EcoTub Clean giúp đánh bay mọi vết bẩn bên trong lòng giặt, và kèm theo đó sẽ là chứng nhận 5 sao tiết kiệm điện năng nha mọi người. Sản phẩm được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé. Tạm biệt mọi người.